Là cái giọng mà cái nói ngọng ngọng đó. Thắng là bà đổ mà ly rượu đế. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nốc hơi thằng đi đi chợ xong rồi đến khi mà đi chợ xong về nốc hơi trả tiền đi về. Có cái thằng gì đó, thằng gì đó, thằng gì đó, thằng cái thằng thằng gì đó, nó ở gần nhàng long, ở nhàng long nó gọi gì thằng này? Long long tụt cái thằng gấu nó lấy cửa Lào, nó lấy vợ Lào á. Châu ông Châu lúc nó tới tới uống uống rượu không uống ly một một Châu ngủ đâu uống rượu đó. Châu 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 ngủ uống rượu mày mẹ tao nhớ rồi dư nhận đánh nhau rồi đó mày. Nó uống cái gì đó cái gừng đánh nhau gừng cái gì đó cái gừng nó uống vô mà nó uống vô nó bảo mẹ hăng hải đánh nhau luôn đó. Nó bảo mẹ 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 mua tao ra một cốc rượu vô mình trả tiền cho nó mẹ ôi nó cầm chai rượu nó uống cái nó nhai cái rừng vô xuống sừng lên nó tôi đánh người ta không sợ đau đó hiểu không biết đâu mà nhiều nhai cái gì vô nó chừng chừng cái gừng làm cho nó trầm niệm say tinh đó. Xong rồi rượu nó vô cái nó tối nó đứng cho này nó cho chiều á nó gà nó cái đánh nó mới cắn cái gừng cái rồi thằng này nữa này đánh nhà có mắt tin đâu nhớ thằng này cái đầu nó loạn hết mình hiền lắm đánh nhau ai mặt mày á hiền mẹ thôi đi cha tay này mình coi cái mặt tao có giựt không tao có đánh nhau đâu thằng này á hả cô phải không anh có lúc nào đâu chơi đến trước nhà chúng thôi 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 thì nữa rồi rồi tốt con thợ công ngày đó hợi nó đi xe máy xe đạp máy đó tới nhà ông mắm biết không cái cầu tới nhà mắm có cái cầu nó vẹo vẹo nó quẹo vào cái ngõ và cái nhà sau nhà đó sao mà ta không biết cái chuyện này thằng hợi nó vô nó mà đậu xe ông nói mẹ ông khẩu long cá hộp hộp kia nó nhỏ con đâu dám nói nhỏ 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 thằng này mẹ nó quậy lắm bên bây giờ mới biết nó cầu này là lùng người luôn không có lùng mẹ mặt mày mà lùng cái chó gì. Nhưng mà hồi trong xóm năm anh em nó là thằng Hội là du côn nhất á. Thằng Hội là phá làng như Hội với anh Đoàn thằng này á. Ông đánh rồi từ dưới mà tới chạy lên chạy xuống rồi. Ông đuổi ông vụt đó mà mình bên cạnh nhà ông mắm nó có cái cửa sổ đó mà dạ, nó có mà kéo cốc ra nó kéo cái là nó ra nó thấy ông đóng cái là nó thấy hết xuôn qua. Ông già ta đánh ta với hiền vậy đó. Mày hiền ông đánh quá ông đi quá hiền cô thằng này ăn đòn nhiều nhất tới thằng Hội thôi đi ok tí nữa bọn mình tới sau.